Đắn đo một hồi lâu mình vẫn không có mua cái tàu hũ non đó. Đó là tàu hũ của Nhật đó, nó có hai loại, một loại vuông và một loại tròn. Thì mình sẽ chia sẻ cách làm giống như là tàu hũ non, nhưng mà mình sẽ lấy trứng thay thế. Tại vì giống dĩ là Liêm không có thích ăn cái tàu hũ trắng trắng mà mềm mềm mà nhão nhão như vậy. Thành ra là Liêm muốn ăn với sốt thịt băm thì sẽ tự làm trứng. Cái món hấp trứng này ở bên đây Mã Lai thì người Hoa rất là ưa chuộng, rất là thích luôn nha. Những cái quán ăn trên tiệm người Hoa là người ta sẽ tự làm cái món trứng hấp này luôn, chứ người ta không có làm tàu hũ, nhưng mà người ta sẽ làm trứng với đậu nành. Còn Liêm thì Liêm không ăn được đậu nành, cũng không uống nữa, và Liêm sẽ tự làm bằng trứng thôi. Thì nó cũng rất là dễ. Đầu tiên quý anh chị có 3 cái trứng gà. Thì mình sẽ cân đo như thế nào cho nó vừa với cái lượng nước thì cũng dễ nè. 3 cái trứng gà của mình là tầm trung. Thì nếu mà mình có cân á, thì mình sẽ cân 3 cái trứng của mình, thì mình sẽ dùng 160ml nước hoặc là 150ml đều được. Còn nếu mà mình không có cái cân á, thì các bạn đổ ra một cái chén, thì cái mực trứng nó tới đâu thì mình đổ cái mực nước vào cái phần trứng đó, nó cho nó bằng nhau luôn. Có nhiều công thức thì sẽ thêm nhiều nước thì nó sẽ hơi lỏng. Còn hôm nay Liêm làm cái dạng này là nó sẽ là một khối, thì cắt ra nó cũng vẫn còn cứng cáp, thì nó sẽ là nước và trứng nó bằng nhau luôn. Rồi Liêm cho vô đây một chút xíu muối, ngoài ra Liêm không thêm gì hết. Thì mình không ăn bột ngọt, không ăn nước mắm nên mình không thêm vào. Rồi cái mình trộn thật là đều lên ha. Thì cái nước mà Liêm cho vào á, là cái nước ấm Liêm vừa mới nấu rồi nó ấm xuống á, chứ không phải là nước lạnh không đâu. Thì mình đổ nước ấm vào thì trứng của mình nó đỡ tanh đó. Cái mình trộn đều lên ha. Xong rồi mình lượt qua đây. Và để không có dài dòng video, mình đã làm sẵn ở đây một chút xíu nấm mèo mình sắc nhỏ nhỏ như vậy nè, rồi tỏi và ớt. Thịt băm thì Liêm cũng đã nêm nếm sẵn gia vị. Ở đây thì thịt của mình ít nên mình chỉ có nêm dầu hào, dầu mè và một xíu nước tương, tiêu và tỏi bột. Nếu mà quý anh chị không có tỏi bột thì mình băm tỏi trắng này mình trộn vào. Ở đây mình có một chút xíu bột năng. Khi mà cái thịt của mình nó mềm rồi, mình sẽ cho một chút xíu bột năng vào đây, tạo cái sự sệt sệt sánh sánh á, để cho đến một cái mức độ sệt mà mình vừa ý á, chứ đừng có đổ ập hết vào thì nó sẽ bị đặc á. Nó đặc nó không ngon các bạn. Mình đổ từ từ thôi. Mình để hết cái số ớt còn lại vào, trộn lên là được rồi. Ớt này mình không cần phải xào cho thật là lâu á. Mình sẽ dùng cái nĩa tách nhẹ nó thôi, là nó có thể chóc ra. Thì cái trứng hấp này của mình á, nó sẽ bị rỗ ở xung quanh cái khuôn, rồi mình cắt bỏ đi những cái phần đó, mình chừa lại cái phần ở trong, thì nó mịn như là bánh lăng, nhưng nó sẽ cứng hơn bánh lăng nha các bạn. Vì vậy thì cái khẩu vị của mình ăn như thế nào thì mình nhớ nêm nếm lại lúc mà mình xào thịt á. Còn bây giờ clip cũng dài rồi, Liêm xin tạm dừng tại đây ha. Hẹn gặp các bạn trong clip lần sau với công thức làm bánh trung thu của người Hoa. Thì cũng trộm được của người ta rồi đem lại chia sẻ cho với anh chị em làm đó. Nhớ ủng hộ mình nha. Rồi bye bye. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nè.